đủ cho 30 người ăn. Một người làm vườn ở Anh đã trồng được củ hành khổng lồ, đủ cho 30 người ăn. Ông David Tothat, 74 tuổi, tại thị trấn Doncaster ở South Yorkshire, Anh, đã dành nhiều tháng chăm sóc cây hành khổng lồ trong vườn nhà. Thành quả của ông là củ hành có trọng lượng lên tới 4,5 kg và đường kính 69 cm. Trong suốt 4 năm qua, ông Tô Thát cùng người con trai năm 2 tuổi đã gieo hạt hành vào đêm Giáng sinh và bắt đầu quá trình chăm sóc kéo dài 8 tháng trong điều kiện ánh sáng nhân tạo. Ông hy vọng củ hành khổng lồ sẽ được ghi vào sách kỷ lục của thị trấn Doncaster. Tôi bắt đầu trồng giống rau khổng lồ cách đây 4 năm. Củ hành lớn nhất mà tôi trồng được cho tới năm trước chỉ nặng khoảng 3,6 kg và tôi không nghĩ mình có thể trồng được củ hành nặng hơn thế, ông Tô Thát nói. Bà Ivan, vợ của ông Tô Thát, đã sử dụng củ hành khổng lồ để chuẩn bị bữa ăn cho 28 người, bao gồm các thành viên trong gia đình và bạn bè của họ. Ông Tô Thát chia sẻ bí quyết trồng rau khổng lồ là lựa chọn những hạt giống tốt nhất. Ngoài hành, ông cũng trồng cà rốt khổng lồ vào năm 2017.